Thưa quý vị, thưa các bạn, mới đây Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an đã phối hợp với một số ngân hàng triển khai thí điểm dịch vụ rút tiền tại máy ATM bằng căn cước công dân gắn chip. Như vậy, để rút tiền tại cây ATM thì người dân có thêm một hình thức nữa mà không cần đến thẻ ngân hàng hay là mã QR trên ứng dụng ngân hàng số. Đặc biệt là rút tiền bằng thẻ căn cước công dân còn giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ giả mạo thẻ, đảm bảo an toàn trong các giao dịch tài chính. Và sau đây là ghi nhận của các phóng viên kênh VTC9 về vấn đề này. Vâng, thưa quý vị, trên tay tôi đang cầm là một chiếc thẻ căn cước công dân. Và với sự tích hợp cũng như là tiện ích của thẻ căn cước công dân, hiện nay thì Bộ Công an cũng đã phối hợp với một số ngân hàng thực hiện việc thí điểm tại Hà Nội. Người dân có thể lấy thẻ căn cước và thay thế thẻ ATM có thể rút tiền tại một số ngân hàng. Theo đó, người dân khi đến cây ATM chỉ việc đưa thẻ căn cước công dân gắn chip vào đầu độc thẻ của cây ATM bằng cách quay mặt sau nơi gắn chip vào đầu độc thẻ, đồng thời hướng mặt về phía camera của ATM để tự động nhận diện khuôn mặt. Sau đó, hệ thống sẽ tự động kiểm tra để đối chiếu thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip và thông tin đã được lưu trữ tại hệ thống ngân hàng mà người dân không phải nhập mật khẩu. Với việc sử dụng căn cước công dân gắn chip, cây ATM sẽ quét sinh trắc học của khách hàng và màn hình giao diện sẽ hiển thị các xác thực như xác thực khuôn mặt, xác thực vân tay để nhận diện. Sau khi xác nhận đúng là chủ thẻ, thì cây ATM sẽ nhả tiền và người dân sẽ rút được tiền. Thì hôm nay mình có đến BIDV để trải nghiệm thực tế, thì mình thấy là rất là bất ngờ là làm rất là nhanh, thao tác nhanh, đơn giản, làm cái thời gian rất là nhanh hơn so với lại giao dịch tại quầy. Thì mình cũng rất là thích cái tính năng mới này, rất là mình hy vọng là BIDV sẽ nhân rộng cái tính năng này trên hệ thống để cho tất cả các bạn, mọi người khác cũng có thể trải nghiệm được cái công nghệ mới này. Mình thấy là việc thực hiện giao dịch luôn bằng căn cước công dân thì khách hàng chỉ cần mang theo một giấy tờ tùy thân duy nhất thì cũng đã thực hiện được giao dịch ở ngân hàng rồi. Nó rất là tiện và nhanh chóng. Việc ngân hàng áp dụng công nghệ vào như thế này thì mình thấy rất là hữu ích cho công dân. Mặc dù rất tiện lợi, nhưng hiện nay việc rút tiền bằng thẻ căn cước công dân gắn chip chỉ mới được áp dụng triển khai thí điểm tại một số ngân hàng như BIDV, Vietcombank, Vietinbank trên địa bàn Hà Nội và Quảng Ninh. Thời gian sau mới áp dụng rộng rãi tại các địa phương. Về phía ngân hàng thì việc ứng dụng căn cước công dân chip trong các giao dịch đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong quá trình xác thực khách hàng, giảm thời gian tác nghiệp và loại bỏ các rủi ro giả mạo, sai sót trong quá trình giao dịch với cả khách hàng so với kiểm tra và đối chiếu chứng minh thư thông thường trước đây, và đồng thời giúp ngân hàng trong việc mở rộng thêm các khách hàng thông qua phương thức xác thực điện tử eKYC, đặc biệt trong giai đoạn mà chuyển đổi số hiện nay. Đây là một phương thức mới mà mang lại cái tính chất bảo mật rất là cao, bởi vì cái thẻ căn cước công dân được sử dụng một con chip với công nghệ bảo mật là một trong những công nghệ bảo mật hàng đầu thế giới, cộng với cả cái công nghệ bảo mật của Việt Nam sử dụng chữ ký số của ban cơ yếu chính phủ, qua đó thì giúp cái cơ chế bảo mật trên chip rất là tốt, là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái thẻ căn cước công dân này sẵn sàng để có thể là tích hợp những cái tiện ích khác cho người dân cũng như cho các cơ quan tổ chức. Theo quyết định số 06 của Chính phủ về đề án phát triển dữ liệu về dân cư mục tiêu sử dụng căn cước công dân gắn chip để sử dụng thay cho bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, giấy phép hành nghề, thẻ cán bộ công chức viên chức. Thực tế hiện nay Bộ Công an đã hoàn thiện việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở của Bảo hiểm xã hội, Tổng cục Thuế. 50% bảo hiểm y tế đã được tích hợp trong dữ liệu căn cước công dân.